Đây là cái phức hợp về vitamin miễn dịch rất là khỏe. Ăn uống xong mỗi nguyện ăn uống chưa được khỏe lắm nha. Chứ bây giờ thì trước khi về bác sĩ truyền em cho cái này rất là tốt, nó cảm thấy là khỏe nha. Đây là cái hợp chất tăng cũng được quá khá mình đó. Thì tại cái đó rồi thì trước á, sau khi mà vô mà phẫu thuật á, thì bác sĩ có cái mô của em trước như thế này, em nhìn đây bị lật anh nhiều không, lật nó thấy nặng quá. Trên khi trước phẫu thuật dưới cằm này là bác cắt miếng từ dưới này vô trong cái thành miệng để xét nghiệm. Tuy nhiên mình sẽ làm thêm một kỹ thuật nữa là lật cái này cố định vô cái màu trên, cố định vô cái xương cằm như này đó, cuốn vô trong thôi đó. Thì cái mô mình nó sẽ cuốn vào trong thì em về cái cảm giác không bị lật như vậy nữa, đỡ nhiều rồi nghe. Em bây giờ ăn uống sẽ đỡ hơn, mình sẽ cảm giác khỏe hơn. Cái ngày về ăn uống nữa rồi mai sẽ về nha.